Hello, chào anh em cần thủ từ Bắc vào Nam, từ Nam ra ngoài Bắc nha. Hôm nay em xin đây một số khung máy về cho anh em câu. Máy em bán ra là chưa giờ cầm ship. Chúc anh em câu lên nhiều Hugo. Em xin giới thiệu, đầu tiên là một con Daiwa. Dòng Ranger này là dòng lông cát, Daiwa lông cát là thái xuất Nhật. Dòng này là rất bền nha, full carbon. Con này size thương máy là 1,5 cân. Size thật của nó là tầm 2,000 dành cho anh em là mới tập câu á. Nên là câu cá thì đây cẩu khỏe lắm. Câu rô phi đồ đây. Câu rô phi, câu u lề cảm giác. Con này size 1,5 cân nhỏ gọn, rất đẹp. Size thật nó tầm 2,000 thôi, máy chạy rất êm. Full carbon, mô pin sống, đổ tay trái phải nha. Con này là Daiwa Thái xuất Nhật. Giá con này là 250k mã 1. Mã số 2. Mã số 2 là một con Olympic. Con Olympic này là size theo máy là 2,000. Size theo máy là 700 chứ size thật là 2,000. Dành cho anh em mới tập câu này. Câu hồ ít đi câu, nói chung là câu giải trí thôi. Con này là đời carbon, carbon full carbon nhưng mà tay quay kim loại, máy cổ rồi tới nó á, nên là dòng này rất bền, cẩu cá rất ok. Như anh em cẩu lỡ gặp mà cá cỡ 6-7 kg đồ nó có thể cẩu lên nha. Dòng này cẩu vô tư nhưng mà cẩu ít thôi, như lâu lâu cẩu chứ cẩu nhiều là nó chịu không nổi đâu. Nó tầm khoảng là câu cá cỡ tầm 3 kg trở xuống là anh em câu vô tư, câu không bao giờ biết sợ hư luôn. Mã số 2 này, mã 2 con này size 2,000, vòng tua chậm, mua pin sống, đổ tay trái phải. Con này mua pin chết chứ em xin lỗi nghe. Con này mã 2, giá con này là 250k mã 2, size 2,000. Mã 3. Mã 3 là một con China xuất Nhật. Con này là đời cao này. Con này size tương đương là size con này China xuất Nhật, size tương đương nó là size 4,000, cấu kim loại. Tay quay là carbon, thân carbon luôn. Máy thì siêu êm rồi, khỏi phải nói luôn. Con này câu rô phi đồ thì khỏi sướng quá sướng luôn. Giá con này là 300k. Em chút nè. Giá em này là 300k. Con này size khoảng 4,000, cấu kim loại, thân carbon, tay quay carbon, đổ tay trái phải, vô pin sống, gạt cước ok. Mã này là mã số 3, size 4,000, đề cao ABS các kiểu, chốt chặn hoạt động tốt. Mã 3, mã số 4. Mã số 4 là một con một con máy cổ dành cho anh em về sưu tầm thôi. Anh em là thích nào cái nào mà sưu tầm lạ lạ này, hỏi em cái đi sao nó thấy em thấy nó mờ ghê ta. Này con này là Chinew 80 Olympic, con này tay phải dành cho anh em về câu sưu tầm, câu hàng lạ. Giá con này là 150k, chết tay phải, nó bên tay phải thôi nghe. Mã số 4. Con này cẩu cá 2-3 kg vẫn được nghe. Mua pin sống này. Đổ tay, chỉ tay bên phải, con này là Olympic Japan. Mã 4. 150. Mã số 5. Mã số 5 là một con Kira xuất Nhật.
Con này dành cho anh em câu rô phi đồ mới tập câu thoải mái. Con này có thể câu lóc cũng được. Con này câu rô phi thì khỏi nói, sướng luôn. Con này mã số 5. Giá con này 250k. Mua viên sóng, đầu tay trái phải, size 4 ngàn. Cước số, hồi nãy giờ em quay đập cước em xin lỗi nha. Cước số 4 nó vào được 180m. Con này cấu sâu nên nhưng mà cước vào nhiều nhưng mà cấu sâu, tương đương nó size 4 ngàn thôi. 4 ngàn. Nói chung là máy cũng còn đẹp, chỉ bị sơ xước cho sơ thôi. Mã 5, 250k. Mã 6. Mã 6 là một con cũng một con China xuất Nhật, nhưng mà con này có một cái điểm hay hơn là tay quay nó là rất khó gãi nè. Tay quay nó là bằng cơ. Khi anh em dặn bên này ra nè, anh em mới gặp nó xuống được, chứ không phải là như mấy con kia là bật cái là nó gặp được. Này, cái lỗ này nó gặp ngược lại đây này, mở bên này ra. Nhưng mà con này khó gãi nè. Cước số con này là cước số 4 nó cũng vào được cước số 4 nó vào được 135m, tương đương với size 4 ngàn. Con này mã số 6, giá con này cũng 250.000, dành cho anh em như câu hồ ở nhà giải trí, hồ như mình câu cho vui, bạn bè tới đem con này ra câu phải nè, lên câu cá hồ, lên ăn nhậu bình thường. Gạt cước ok, tay quay thì khỏi sợ bị gãy. Tay quay nếu trong con này là phun carbon. Con này mã số 6, giá con này là 250k luôn. Con số 7 cũng một con China xuất Nhật, nhưng mà của thằng Chen Thích này nè. Cước số 4 nó vào 180m. Dòng này thì rất bền. Con này là có sa xước nhiều nè, xước cấu thôi, còn thân nó trong gồng được. Giá con này là 250k, mã số 7. Mã số 7 250k, mua pin sóng, đủ tay trái phải. Mua pin sóng, đủ tay trái phải. Con này mua pin sóng á. Mua pin sóng này, đủ tay trái phải. Dành cho anh em mới tập câu, câu giải trí. Nói chung là câu giải trí vui vui, lâu lâu đi câu thì mua con này thôi. Giá rẻ mà lại câu cũng bền. Gặp cá lớn thì cẩu cũng được. Size con này là tương ứng size 4.500. Hồi nãy giờ em quen được Gatio nha. Gato của nó là 4.6. Cước số 4 nó vào được 180m. Trong nhiều lúc nó lõn lõn, anh em thông cảm nha. Mã số 7. Mã số 8. À, con số 7 nó là full carbon nha. Con số 8. Con số 8 là một con này. Con này là size theo máy là 3.000, size thật của nó là 4.000. Cước số 4 nó vào được 130m. Gato của nó là 4.9. Con này dành cho anh em tập câu rồi mới đi câu giải trí, rồi câu này khỏe, cậu khỏe. Này số 8 giá. Con này số 9 đây. Con này mã số 9, giá con này là 300k. Con này cầm trên tay rất chắc chắn này, tay quay là kim loại, cấu carbon, thân carbon. Ô bi sóng, đổ tay trái phải. Con này câu hồng cũng được, mới tập câu thì mua con này thôi, mua chỉ cho nhiều tiền. Con này câu cũng bền phết. Mã 9, 300k. Con đó hình như nào địa Nhật. Tiếp tục con số 10. Một con số 10 là con này chạy 3 bạc đàn, Gato là 4.8. Size theo máy là 3.000, size thật của nó là 4.000. Cước số 4 nó vào được 120m. Cấu kim loại, tay quay carbon, thân carbon.
Con này đậu tay được trái phải mô biên sóng. Gạt cước ok. Đầu ra cước vẫn còn mới. Con này là của thằng, con này có hình như nào đĩa luôn. Giá con này là 400k. Mua viên sóng đôi tay tay phải, máy chạy mướt dành cho anh em mới tập câu. Thôi quay, quay lên giá rẻ mà lên nhầm con này nha. Mã máy là tôi cho mã 11 luôn. Mã 12. Mã 12, một con China xuất Nhật. Con này là size theo máy là không ghi. Có mã là 20 thôi. Gato là 4.6, cước số 4 nó cũng vào 180m. Nếu tính xe số cước thì nó size tầm khoảng 5.000, nhưng mà con này size khoảng là 4.000 thôi, tại vì cấu sâu vào cước nhiều. Giá con này cũng 250k, mua pin sóng bản Promax này các bạn. Mua pin sóng này đổi tay trái phải. Con này mã 12. Giá con này cũng 250k, mã 12 250k. Mã 13. Mã 13 là một con Ryobi Tây Hồng Kông. Taiwan, Hồng Kông này là Taiwan này là cũng rất bền nè, nó còn ngon hơn thằng Thái nữa. Thân là kim loại, cối carbon. À, con này mua pin sóng, tay pin tay phải dành cho ai câu pin tay phải nè. Con này vòng tua nó rất nhanh nha, câu rất sướng. Con này cũng đẹp nữa, vệ sinh ra là đẹp. Máy em bán ra là em sẽ vệ sinh hết trước khi em gửi cho anh em cần khẩu nha. Nay anh em cần khẩu cần lo, cho em không phải là như mấy chỗ khác. Em không biết nhưng mà riêng em là vệ sinh đầy đủ xong xuôi sạch sẽ em mới gửi đi cho em, không có để xấu xí đâu. Con này mã 14, bỏng luôn đi cho nhanh. Con này mã 14, size con này tầm khoảng 2.000. Giá con này là, giá con này cũng 250k, mã 14. Mười 15 được con này mất 14. Mười 15 này, con này là về cho anh em câu mực câu tôm này. Con này câu tay trái, câu mực câu tôm. Con này size tầm khoảng 200. Con này đánh vui nè, nhỏ xíu siêu mà đẹp ghê á. Con này đánh ai câu tôm đồ đúng bài, nhẹ phun carbon. Giá con này là 100k thôi. Mã 15. Mã 15 100k. Sau em lay một số con máy thì cho anh em tham khảo, anh nào thích thì chốt với chốt cho số điện thoại ở dưới em. Hoặc cái khi chốt xong là các bạn Zalo với em chụp hình chi tiết lại cho anh em tham khảo cho nó rõ ràng hơn, tại vì cái điện thoại em quay là hơi bị mờ. Nên anh em cần thủ thông cảm cho em. Có gì rồi chúc anh em là một lần nữa là chúc anh em là câu lên được nhiều cá, nhiều Hugo. Có gì thì nhớ, nếu thích em thì nhớ đăng ký kênh của em để xem những video tiếp theo của em ra, để anh em có thể chốt được sớm nhất. Máy này là em lên lô thường cho anh em về câu thôi. Rồi chúc anh em vui vẻ nha. Chào ạ.